Hôm nay sự phân công của khoa và cũng là trong cái kế hoạch triển khai cái phương pháp điều trị mới của khoa thì em sẽ xin trình bày về nội dung là tiếp cận xử trí bệnh nhân đột quỵ não bằng thuốc tiêu sợi chúng ta cùng xem trước một số các khái niệm thì liệu pháp tái tưới máu cho đột quỵ do thiếu máu đột quỵ cấp. Thiếu máu cục bộ cấp nhằm khôi phục lưu lượng máu đến các vùng não bị thiếu máu cục bộ nhưng chưa bị nhồi máu. Mục tiêu dài hạn là cải thiện kết quả bằng cách giảm tỷ lệ tàn tật và tử vong do đột quỵ. Có hai lựa chọn cho liệu pháp tái tưới máu đã được chứng minh là có hiệu quả là liệu pháp tiêu huyết khối qua đường tĩnh mạch và lấy huyết khối cơ học động mạch. Thì trong đó liệu pháp tiêu huyết khối qua đường tĩnh mạch là phương pháp điều trị tái tưới máu được bắt đầu trong vòng 4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng được xác minh rõ và anteplam là một chất hoạt hóa plasminogen mô tái tổ hợp bắt đầu quá trình phân hủy fibrin tại chỗ bằng cách liên kết với fibrin trong một vùng huyết khối và vùng máu đông và chuyển plasminogen bị mắc kẹt thành plasmin và sau đó là phá vỡ huyết khối. Tiếp cận quy trình điều trị của một đột quỵ não cấp, đây là một quy trình chuẩn và toàn bộ quy trình này sẽ phải khởi tác theo quy trình chuẩn là dưới 60 phút, nhưng trên thực tế nếu các bạn mà khởi động với quy trình này càng sớm càng tốt, càng nhanh càng có hiệu quả cho bệnh nhân. Sau khi mình tính thời điểm mà bệnh nhân bị đột quỵ được xác định và được đến một đơn vị đột quỵ là thời điểm 0 phút thì sau đó trong vòng 10 phút thì các bác phải đánh giá được từ tiền sử các chỉ định xét nghiệm cho bệnh nhân và chấm được thang điểm NIT về các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân để xác định được tình trạng đột quỵ và được báo cho cái đội đội đột quỵ là bao gồm các bác sĩ về thần kinh, các bác sĩ đột quỵ hay các bác sĩ cấp cứu và làm những cái bài test về thần kinh trong vòng 15 phút. Tức là trong vòng 15 phút các bác phải báo cho cái đội đơn nguyên đột quỵ. Trong vòng 25 phút, tức là nhỏ hơn hoặc bằng 25 phút là bệnh nhân phải được chụp CT scan. Và trong vòng 45 phút là phải có kết quả về CT và kết quả về các thông số sinh hóa huyết học labo là thời điểm những thời điểm từ lúc khởi phát triệu chứng được xác định triệu chứng của bệnh nhân đến lúc thuốc được đưa vào tĩnh mạch là dưới 60 phút. Đối với tất cả các khoa lâm sàng thì đây là một cái bảng về mặt triệu chứng vắn tắt nhất để mình xác định rõ nhất một bệnh nhân có thực sự phải là đột quỵ hay không. Thì những cái dấu hiệu này là những cái dấu hiệu mà không chỉ những bác sĩ và kể cả là người dân bình thường cũng có thể phải nắm được vì cái triệu chứng đột quỵ của bệnh nhân có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Dấu hiệu nhận biết thì trước đây thì các dấu hiệu nhận biết được vắn tắt ở trong cái FAST các triệu bằng viết tắt của các chữ cái FAST nhưng mà sau này thì mở rộng ra mình có triệu chứng vắn tắt là B fast tức là triệu chứng đầu tiên là chữ cái B là ba lăng bệnh nhân có thể mất thăng bằng đau đầu chóng mặt cũng là triệu chứng của đột quỵ eyesight bệnh nhân mất thị lực một phần hay hoàn toàn hay tầm nhìn bị mờ đột ngột face là gương mặt tự nhiên bị méo tức là bệnh nhân bị lệch mặt nụ cười có thể bị méo một bên hoặc nhân trung bị lệch arm là một bên tay hoặc chân bị yếu bệnh nhân có thể cầm nắm đồ không chắc. Tích là mất khả năng nói, đột nhiên bệnh nhân nói khó, nói ngọng. Tham là nhanh chóng gọi đến theo số điện thoại của cấp cứu là đưa bệnh nhân đi cấp cứu ở cơ sở y tế gần nhất. Khi tiếp cận một bệnh nhân bị có triệu chứng đột quỵ thì đầu tiên mình phải đánh giá bệnh nhân là đảm bảo ổn định đường thở, hô hấp tuần hoàn cho bệnh nhân và thử đường máu mao mạch, khai thác tiền sử bệnh sử. Việc xác định thời điểm khởi phát triệu chứng đột quỵ do thiếu máu cục bộ là rất quan trọng vì nó là yếu tố quyết định chính để đủ điều kiện điều trị bằng phương pháp làm tan huyết khối tĩnh mạch. Đối với những bệnh nhân mà không thể cung cấp thời gian khởi phát đáng tin cậy thì cái thời gian khởi phát triệu chứng được định nghĩa là thời điểm bệnh nhân được biết đến là bình thường hoặc ở trạng thái thần kinh cơ bản lần cuối cùng. Và sau đó bệnh nhân sẽ được đánh giá chống chỉ định điều trị của tiêu huyết khối và bệnh nhân phải được xác định các chẩn đoán phân biệt với thiếu máu cục bộ não. Thang điểm NIT là một thang điểm đánh giá bệnh nhân tai biến
đột quỵ thiếu máu não, với các thang điểm từ đánh giá ý thức, mất ý thức này, các thang điểm cụ thể về hỏi về ý thức và bệnh nhân đánh giá về ý thức thức tỉnh của bệnh nhân này, về khả năng trả lời câu hỏi tháng và tuổi, khả năng thực hiện hai lệnh vận động là nhắm mắt và nắm tay. Thứ hai là khám về vận nhãn, thứ ba là khám về thị trường, thứ bốn là khám về liệt mặt, năm sáu là khám vận động tay, vận động chân, số bảy là khám về thất điều chi, số tám là khám cảm giác, số chín là ngôn ngữ, số 10 là rối loạn khớp âm, số 11 là sự trực tiêu mà mất chú ý hoặc thờ ơ nửa bên. Thì trong tay trước mặt các bạn thì đang có một cái thang điểm list, cái này mình soạn thảo để checklist cho bệnh nhân. Thì thực tế thì khi mà mình đánh giá quen thì những cái này thì đánh giá rất là nhanh, nhưng mà mình in cái này là cái mà cái này là mình in rồi mình copy từ cái trang hồi sức cấp cứu.vn, là các thang điểm, các công cụ tính thang điểm rất là rõ ràng. Thì với những người mà mình không quen đánh giá thì mình cũng có thể đánh giá được dựa theo những cái này rất là dễ. Ở ngoài ra thì mình có một cái thang điểm Rankin được sửa đổi để đánh giá về cái tình trạng khuyết tật và cái thương tật của bệnh nhân. Ở cái mức độ 0 là không có triệu chứng nào cả, 1 là không có khuyết tật đáng kể mặc dù có các triệu chứng, có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ và hoạt động thông thường. Ở điểm số 2 là khuyết tật nhẹ nhưng không thể thực hiện tất cả các hoạt động trước đó nhưng có thể tự lo liệu công việc mà không cần sự trợ giúp. 3 là khuyết tật vừa phải, cần một số trợ giúp nhưng có thể đi bộ mà không cần trợ giúp. 4, khuyết tật vừa phải nghiêm trọng, bệnh nhân không thể đi lại mà không có sự trợ giúp và không thể tham gia vào các nhu cầu cơ thể mà không có sự trợ giúp. 5 là khuyết tật nặng, bệnh nhân nằm liệt giường không tự chủ được và cần được chăm sóc và chú ý của điều dưỡng liên tục. 6 là mức độ cuối cùng là tử vong. Anh đi sâu vào cái tiêu chí lựa chọn thì trước mặt của các bạn ở trên bàn cũng có một cái checklist các tiêu chí về lựa chọn và tiêu chí loại trừ, các tiêu chí cảnh báo và một số những cái bổ sung chống chỉ định theo tờ hướng dẫn sử dụng. Cái này thì khi có bệnh nhân thực tế thì mình sẽ dùng để mình đánh dấu, để đánh giá về các chỉ định và chống chỉ định của bệnh nhân. Thì em ở trên này em nói sơ qua về tiêu chí lựa chọn. Đầu tiên là bệnh nhân phải được chẩn đoán là một đột quỵ do thiếu máu cục bộ và gây ra tình trạng thiếu hụt thần kinh có thể đo lường được, tức là ở đây là mình đánh giá theo thang điểm DIPSS. Khởi phát triệu chứng dưới 4,5 giờ trước khi bắt đầu điều trị. Nếu không biết chính xác thời gian khởi phát đột quỵ thì cái thời gian đó được xác định là lần cuối cùng bệnh nhân được biết đến là bình thường hoặc ở mức cơ bản về thần kinh. Tức là mình nếu như bệnh nhân ngủ dậy, bệnh nhân đã bị các triệu chứng về đột quỵ rồi thì mình phải khai thác bệnh nhân đấy đi ngủ từ lúc mấy giờ. Hoặc là phải so sánh, ví dụ những bệnh nhân đã tiền sử tai biến rồi, trước đấy bệnh nhân liệt nửa người trái và bây giờ bệnh nhân có triệu chứng xuất hiện liệt nửa người phải mới hay là nói ngọng mới hay là nhìn mờ mới hoặc là cái liệt đột ngột tăng lên. Và đặc biệt bệnh nhân phải trên 18 tuổi. Tiêu chí loại trừ thì về tiền sử mình loại trừ những bệnh nhân có đột quỵ thiếu máu não cục bộ hoặc chấn thương sọ não trong vòng 3 tháng, bệnh nhân xuất huyết não, bệnh nhân có u não và các bệnh lý ác tính đường tiêu hóa, bệnh nhân có chảy máu tiêu hóa trong vòng 21 ngày, có các phẫu thuật nội sọ hoặc nội tủy trong vòng 3 tháng trước. Tiêu chí loại trừ về mặt lâm sàng thì có các triệu chứng gợi ý về xuất huyết dưới nhện, giống như bệnh nhân có triệu chứng hội chứng màng não, đau đầu, nôn. Các bệnh nhân có tăng huyết áp tâm thu trên một lớn hơn bằng 185, huyết áp tâm siêu lớn hơn bằng 110. Để khi mà chúng ta bắt đầu điều trị tiêu sợi huyết thì với những bệnh nhân có cửa sổ điều trị tiêu sợi huyết và đến với mình mà đo huyết áp cao thì mình phải thận trọng, một là bệnh nhân có thể là bị chảy máu não, hai là nếu có chỉ định tiêu sợi huyết thì mình phải giảm huyết áp dưới cái mức này. Bệnh nhân có một cái chảy máu trong đang hoạt động, có viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hoặc là có dấu hiệu nghi ngờ bóc tách động mạch chủ. Cái này thì khi trước khi tiến hành tiêu sợi huyết bao giờ các bác cũng sẽ phải đo huyết áp hai tay của bệnh nhân để xem có chênh lệch huyết áp hai tay không, thì đấy là cái dấu hiệu mình phải nghĩ đến cái bóc tách động mạch chủ. Bệnh nhân đang có một cái chảy máu cấp tính, có thể bao gồm nhưng không giới hạn các tình trạng được xác định trong huyết học, tức là nếu mình một bệnh nhân mình thấy là công thức máu bệnh nhân có thiếu máu nhưng có thể chưa chắc là đã là cái chảy máu cấp tính. Về tiêu chí loại trừ thì về huyết học, bệnh nhân có số lượng tiểu cầu là dưới 100.000, sử dụng thuốc chống đông máu với INR trên 1,7 hoặc PT trên 15 giây hoặc APTT trên 40 giây, liều điều trị của heparin trọng lượng phân tử thấp nhận được trong vòng 24 giờ, và loại trừ này không áp dụng cho các liều dự phòng.
nếu bệnh nhân đang điều trị dự phòng của heparin, bệnh nhân đang sử dụng, tức là liều cuối cùng trong vòng 48 giờ, bệnh nhân có chức năng thận bình thường, một chất ức chế trực tiếp thrombin hoặc chất ức chế yếu tố 10A trực tiếp bằng với bằng chứng về tác dụng chống đông máu bằng các xét nghiệm như APTT, INR hoặc yếu tố 10A thích hợp thử nghiệm hoạt động. Thực tế thì đây là tiêu chí loại trừ, nhưng mà thực tế trên ứng dụng lâm sàng thì một số bệnh nhân có thể không cần phải chờ công thức máu hoặc kết quả sinh hóa máu để quyết định cái việc, để mình không làm chậm trễ cái việc mà điều trị tiêu sợi huyết. Chỉ một số bệnh nhân mà mình khai thác được tiền sử là đang dùng thuốc chống đông thì mình bắt buộc phải kiểm tra cái tất cả những cái thông số này. Tiêu chí loại thứ hai là về hình ảnh CT sọ não, là bệnh nhân chảy máu não chắc chắn là phải có trở là chống chỉ định của tiêu sợi huyết, và những bệnh nhân có nhồi máu não lớn, tức là diện nhồi máu trên 1/3 của vùng chi phối của động mạch não giữa. Một số tiêu chuẩn cảnh báo, tức là những dấu hiệu thần kinh nhỏ và đơn lẻ hoặc cải thiện nhanh chóng thì mình có thể cân nhắc xem xét đường máu dưới 2,8 mmol trên lít. Ở bệnh nhân có đại phẫu hoặc chấn thương nặng trong vòng 14 ngày, bệnh nhân tiền sử chảy máu tiêu hóa, niệu, tiết niệu ở sinh dục, bệnh nhân có co giật lúc khởi phát và phục hồi sau cơn với phụ nữ mang thai, hoặc là bệnh nhân có các trọng mạch ở vị trí không đè ép được hoặc trọng dịch não tủy trong vòng 7 ngày trước. Có những tình mạch nội sọ lớn trên 10 mm không vỡ, không được điều trị, dị dạng mạch não chưa điều trị và nhồi máu cơ tim trong vòng 3 tháng. Một số cảnh báo bổ sung để điều trị từ cửa sổ từ 3 đến 4,5 giờ kể từ khi bắt đầu triệu chứng. Ở bệnh nhân tuổi trên 80, bệnh nhân sử dụng OAC bất kể INR, NIT trên 25 tuổi, tiền căn đột quỵ và đái tháo đường. Còn một số cái mà mình phải cân nhắc trong cái chỉ định tiêu sợi huyết nữa, mặc dù đột quỵ nhẹ thì mình có thể cân nhắc, nhưng mà với những đột quỵ nhẹ và có khiếm khuyết thần kinh quan trọng thì mình vẫn nên làm cái tiêu sợi huyết cho bệnh nhân. Ví dụ như là mình chấm cái thang điểm NIT ở mục 3 thì có cái tiêu chuẩn là bán manh trên 2 điểm lớn hơn hoặc bằng 2 điểm. Bệnh nhân mất ngôn ngữ nghiêm trọng lớn hơn hoặc bằng 2 ở mục 9 của điểm NIT. Bệnh nhân có cái neglect, tức là cái từ chối tôi nửa bên, lãng quên nửa bên về thị giác hoặc giác quan trên 1 điểm, có điểm vận động trên 2. Bất kỳ sự thiếu sót nào đối với cá thể hóa một bệnh nhân, đối với cá thể hóa bệnh nhân là một tàn phế nghiêm trọng, ví dụ như là ca sĩ vào viện vì nói khó hay lái xe vào viện vì có bán manh. Thế để tiến hành điều trị thì cái bước chuẩn bị điều trị đầu tiên là thường là trước khi, đôi lúc có thể là các bác sĩ ở đơn vị đột quỵ và các bác sĩ cấp cứu thể chưa đến gặp bệnh nhân ngay, thì khi mà các bác xác định một bệnh nhân có triệu chứng đột quỵ và có cửa sổ thời gian rất là đủ tiêu chuẩn của tiêu sợi huyết thì các bác có thể làm trước một số vấn đề sau. Tức là đầu tiên là phải chẩn đoán được đột quỵ là do máu thiếu máu cục bộ cấp tính và xác định được thời gian là trong khoảng 4,5 giờ từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng hoặc thời điểm bình thường cuối cùng, và có một sự thiếu hụt thần kinh có thể đo lường được. Các bác phải cả kiểm tra glucose, huyết thanh để loại trừ hạ đường huyết. Bệnh nhân được chụp CT hoặc cộng hưởng từ xác định là không có xuất huyết hoặc chống chỉ định khác, và các thông số huyết áp phải đủ điều kiện, tức là dưới 100 huyết áp tâm thu, dưới 180 huyết áp tâm trương, dưới 110. Và bệnh nhân nên có hai đường truyền tĩnh mạch, tốt nhất là một đường truyền lớn, và trọng lượng cơ thể phải được xác định chính xác, tức là không phải hỏi đâu ạ, bệnh nhân mà cân được thì là tốt nhất. Quản lý huyết áp thì huyết áp phải bằng hoặc dưới 185 mmHg, huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương là 110 mmHg trước khi thực hiện tiêu huyết khối. Sau khi điều trị tiêu huyết khối thì huyết áp phải được duy trì dưới 180 trên 105 và trong 24 giờ sau khi điều trị. Theo dõi huyết áp thường xuyên được khuyến khích để đảm bảo rằng huyết áp duy trì trong phạm vi được chấp nhận. Các hướng dẫn hiện hành khuyến cáo theo dõi 15 phút một lần trong 2 giờ đầu tiên sau khi bắt đầu điều trị tiêu huyết khối, sau đó cũng 30 phút một lần trong 6 giờ tiếp theo, và sau đó mỗi giờ cho đến 24 giờ sau khi bắt đầu điều trị. Và cần tăng tần suất theo dõi huyết áp nếu huyết áp tâm thu trên 180 hoặc huyết áp tâm trương trên 105. Về liều lượng của thuốc là liều chuẩn của ở thế giới là 0,9 mg trên 1 kg trọng lượng cơ thể thực tế, với liều tối đa là 90 mg. Trong đó mình sẽ bolus 10% và 90% truyền tĩnh mạch trong 1 giờ. Thì ở Nhật Bản thì cái liều Anteplas
được chấp thuận là cho đột quỵ do thiếu máu cục bộ cấp tính là 0,6 mg trên 1 kg cân nặng, dựa trên kết quả của một nghiên cứu nhỏ cho thấy rằng liều này có liên quan đến nguy cơ xuất huyết trong não thấp hơn nhưng vẫn có hiệu quả tương tự so với anti-platelet liều tiêu chuẩn. Về mặt theo dõi thì tất cả các bệnh nhân được điều trị bằng tiêu huyết khối tĩnh mạch do đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp nên được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt hoặc đơn vị đột quỵ chuyên dụng trong ít nhất 24 giờ theo dõi chặt chẽ về thần kinh và tim mạch. Bệnh nhân nghi ngờ xuất huyết não khi có suy giảm thần kinh đột ngột, giảm mức độ ý thức. Bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, nặng nôn. Bệnh nhân tăng huyết áp đột ngột sau khi điều trị tiêu huyết khối, đặc biệt là trong vòng 24 giờ đầu điều trị. Các dấu hiệu quan trọng và tình trạng thần kinh nên được kiểm tra 15 phút một lần trong 2 giờ đầu, sau đó cứ 30 phút một lần trong 6 giờ và sau đó cứ 60 phút một lần cho đến 24 giờ kể từ khi bắt đầu tiêu huyết khối, và huyết áp được duy trì bằng hoặc dưới 180 trên 105 trong 24 giờ đầu. Thuốc chống đông máu và các thuốc chống huyết khối kháng tiểu cầu không nên dùng ít nhất 24 giờ sau khi truyền. Nên tránh đặt ống thông trong động mạch, ống thông bàng quang và ống thông mũi dạ dày trong ít nhất 24 giờ nếu bệnh nhân có thể quản lý an toàn và không có chúng. Nên là nếu như bệnh nhân nào mà tiên lượng mà có khả năng cần phải đặt các loại sông bàng quang hay sông dạ dày thì mình nên có thể đặt trước khi mình tiêu sợi huyết. Chụp CT hoặc cộng hưởng từ não theo dõi và được thực hiện sau 24 giờ sau khi bắt đầu tiêu huyết khối và trước khi bắt đầu điều trị bằng thuốc chống kết tập tiểu cầu hoặc thuốc chống đông máu. Các biến chứng và xử trí biến chứng thì biến chứng đáng ngại nhất của tiêu sợi huyết là xuất huyết não, và khi bệnh nhân cần nghi ngờ xuất huyết não khi có tình trạng suy giảm thần kinh đột ngột, suy giảm ý thức, đau đầu, buồn nôn, nôn và huyết áp tăng đột ngột sau khi điều trị tiêu huyết khối, đặc biệt là trong 24 giờ đầu điều trị. Ở những bệnh nhân nghi ngờ xuất huyết trong não nên ngừng truyền ngay lập tức, được đi chụp CT hoặc cộng hưởng từ và làm các xét nghiệm liên quan đến tình trạng đông máu. Để xử trí biến chứng xuất huyết não thì mình có cái kết tủa lạnh, tức là mình truyền ngay lập tức 10 đơn vị, truyền trong 10 đến 30 phút và nhiều hơn khi cần để đạt mức fibrinogen huyết thanh từ 150 đến 200 mg trên ml. Các thuốc chống tiêu sợi huyết như axit tranexamic 10 đến 15 mg trên 1 kg tiêm tĩnh mạch trong 10 đến 20 phút. Ở đây là cái sơ đồ về quá trình đông máu theo hai con đường nội sinh và con đường ngoại sinh. Em nhắc lại. Vậy đây là cái sơ đồ về cái cơ chế của các thuốc tiêu sợi huyết và các thuốc chống tiêu sợi huyết. Ngoài ra thì một số phương pháp có thể sử dụng khi bệnh nhân, nhưng nếu mà mình không có cái tủa lạnh thì mình có thể xử trí tạm thời cho những bệnh nhân có xuất huyết não sau khi điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết, ví dụ huyết tương tươi đông lạnh, vitamin K hoặc là tiểu cầu hoặc là glutamine cho những bệnh nhân dùng heparin và hội chẩn khẩn cấp về phẫu thuật thần kinh và huyết học được chỉ định cho những bệnh nhân bị xuất huyết nội sọ có triệu chứng liên quan đến tiêu huyết khối. Điều trị hỗ trợ bao gồm quản lý huyết áp, giảm áp lực nội sọ, áp lực tới máu não và kiểm soát đường huyết. Ngoài ra một số biến chứng khác ngoài cái chảy máu não, mình có thể khi bệnh nhân còn có biểu hiện chảy máu ở các cơ quan khác, ví dụ như chảy máu toàn thân, ví dụ nhẹ như là ở các vị trí đặt ống thông tĩnh mạch hoặc là bầm tím dưới da, đặc biệt là dưới dây quấn huyết áp hoặc là chảy máu lợn, thì những cái biến chứng này thì nhẹ nhàng không cần phải ngưng điều trị. Một số chảy máu nghiêm trọng hơn, ví dụ như là từ hệ thống tiêu hóa hoặc sinh dục, thì bệnh nhân có thể được yêu cầu ngừng truyền vì mức độ nghiêm trọng. Và hiếm khi bệnh nhân bị đột quỵ sau một cơn nhồi máu cơ tim gần đây thì có thể bị chảy máu vào màng tim dẫn đến chèn ép tim đe dọa tính mạng. Do đó thì những bệnh nhân mà bị hạ huyết áp sau khi điều trị tiêu huyết khối nên được đánh giá bằng siêu âm tim khẩn cấp. Biến chứng về phù mạch nó giống như là dị ứng ấy. Thì một số bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế men chuyển thì có thể bị tăng nguy cơ về phù mạch hơn. Những phù mạch nặng thì hiếm gặp nhưng có thể gây tắc nghẽn một phần đường thở và cần xử trí đường thở khẩn cấp. Những CT thì có thể phân biệt được tụ máu về phù mạch. Nếu bệnh nhân cần đặt nội khí quản thì đường thở thì nên được tiến hành bởi một người có kinh nghiệm nhất hiện có.
những cái phù khu trú ở môi và lưỡi thì có thể không cần đặt nội khí quản, mình xử lý bằng methylprednisolone và diphenhydramine. Nếu tình trạng phù mạch tăng thêm thì mình có thể dùng adrenaline dưới da hoặc bằng máy khí dung. Cái này thì thận trọng vì nguy cơ tăng huyết áp và xuất huyết ở trên lý thuyết, về mặt lý thuyết. Cái phần giải thích về gia đình, giải thích cho gia đình bệnh nhân cũng là một phần rất là quan trọng. Thì đây là một cái câu mẫu, em cái này thì em sưu tầm theo cái nguồn của UpToDate. Một cái câu mẫu này có một phương pháp điều trị cho bệnh nhân đột quỵ gọi là Anteplan, phải được đưa ra trong vòng 4,5 giờ sau khi cơn đột quỵ bắt đầu. Đây là một loại thuốc làm tan cục máu đông. Dùng thuốc này thì làm giảm nguy cơ bị tàn tật. Những người được tiêm thì đột quỵ thì có cơ hội hồi phục tốt hơn mà không bị tàn tật và quay trở lại các hoạt động mà họ thích so với những người không được điều trị. Tất cả các loại thuốc thì đều có một số rủi ro, và với cái thuốc này thì có nguy cơ chảy máu nghiêm trọng. Tuy nhiên thời gian cũng rất là quan trọng. Chúng tôi biết rằng chúng tôi bắt đầu điều trị bằng Anteplan càng sớm thì cơ hội bệnh nhân sẽ có kết quả tốt càng lớn hơn. Thì có một số bệnh nhân thì sẽ chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, bao gồm tăng nguy cơ chảy máu nội sọ để tăng cơ hội tránh được tàn tật vĩnh viễn nghiêm trọng. Nhưng một số người khác thì sợ rủi ro hơn và thích chấp nhận tình trạng khuyết tật. Đặc biệt là họ, nếu như mà họ có cơ hội hồi phục theo thời gian bằng phục hồi chức năng thì họ sẽ lựa chọn. Em đi sâu thêm về cái thang điểm ở trên về mặt hình ảnh học, tức là cái mình thường dùng nó là aspect để đánh giá cái vùng chi phối của động mạch não giữa. Nếu mà aspect trên 6 điểm thì có cơ hội hồi phục tốt hơn. Nếu mà dưới đây, cái này để đánh giá, nếu mà dưới 6 điểm tức là tổn thương trên 2 phần 3 vùng chi phối của động mạch não giữa. Một cái thang điểm nữa là một cái thang điểm PC aspect để đánh giá cái tuần hoàn của phía sau, tức là độ của hệ thân nền, là cái vùng chi phối bao gồm tiểu não, cổng não, cuống não, đồi thị và vùng chẩm. Nếu mà cái thang điểm này trên 8 thì cái tiên lượng hồi phục của bệnh nhân sẽ tốt hơn. Về trong xử trí cấp cứu của chỉ định tiêu sợi huyết thì mình sẽ có cái chỉ định cho bệnh nhân đi chụp. Thì bệnh nhân lúc này mình sẽ băn khoăn, mình thường về thực tế mình cũng rất hay băn khoăn là bệnh nhân chụp CT hay cộng hưởng từ tốt hơn. Thì CT bao giờ cũng nhanh hơn, nhưng với cộng hưởng từ nó cũng sẽ có cái ưu điểm của nó. Đặc biệt là trong phân biệt là bệnh nhân có thực sự có phải là đột quỵ hay không, tức là phân biệt với các shock mimic, phát hiện các micro bleeding. Thì những cái này thì nó không phải là chúng chỉ định nhưng có thể là yếu tố tiên lượng xuất huyết, và thường một bệnh nhân mà có trên 10 cái micro bleeding ở trên não thì mình cũng cân nhắc là mình sẽ không làm cái chỉ định tiêu sợi huyết. Bệnh nhân có tiền sử đột quỵ không rõ thì mình dùng MRI, đặc biệt là với tung xung T2 sao thì mình sẽ đánh giá được bệnh nhân cái tiền sử trước đây của bệnh nhân là chảy máu não hay là nhồi máu não. Vì là một cái chảy máu não thì nó là cái chống chỉ định của bệnh nhân của cái đợt này để tiêu sợi huyết. Có một cái nữa là đối với những bệnh nhân đột quỵ không rõ thời gian khởi phát hoặc là đột quỵ lúc ngủ thì cái cộng hưởng từ rất quan trọng khi mà mình có cái khi mình so sánh giữa hai cái xung của diffusion và xung của T2 flare để mình xác định theo cả nếu như mà nó không có cái mismatch ở trên cái này thì nó sẽ ở trong cái cửa sổ 3 giờ. Nhưng mà cái nhược điểm của cộng hưởng từ thì là cái thời gian chụp thì bệnh nhân thường là chụp rất là lâu, và có một số bệnh nhân kích thích bệnh nhân không hợp tác, và đặc biệt và cái vấn đề về chi phí, và một số những bệnh nhân thì có những cái chống chỉ định về cộng hưởng từ. Em sơ lược qua trong cái tài liệu một số những cái gọi là cái shock mimic, tức là bệnh nhân đến với mình có triệu chứng giống như đột quỵ nhưng lại không phải là đột quỵ. Ví dụ bệnh nhân đau nửa đầu, bệnh nhân co giật, thất ngôn, rồi bệnh nhân có khối u hoặc áp xe thần kinh trung ương, rồi bệnh nhân có huyết khối tĩnh mạch não, bệnh nhân bệnh não do tăng huyết áp, bệnh nhân chấn thương đầu, một số bệnh rối loạn về thi thể, bệnh nhân đa xơ cứng hoặc hội chứng bệnh não sau có hồi phục, hội chứng co mạch não có hồi phục, rồi rối loạn tủy sống, tụ máu dưới màng cứng, những bệnh nhân ngất hoặc là nhiễm trùng toàn thân hoặc rối loạn chuyển hóa hoặc nhiễm độc, hoặc là những chứng quên tháng qua, những cái viêm não do virus hoặc bệnh não gắt ních. Thì em xin kết luận lại cái phần trình bày của em ngày hôm nay. Đột quỵ não là một tình trạng cấp cứu có thể gặp ở mọi lúc mọi nơi bất kỳ chuyên khoa nào. Đấy là lý do vì sao mà hôm nay em muốn mời tất cả các bác sĩ và các bạn điều dưỡng ở tất cả các chuyên khoa, thậm chí kể cả các bạn ở đơn vị vận chuyển
quên mất là không có các bạn ở các bác ở bên căng tin nhà bếp nữa thôi, vì bệnh nhân có thể xảy ra đột quỵ bất cứ nơi đâu và mình cần phải biết được các triệu chứng của bệnh nhân đột quỵ để xác định là bệnh nhân có đột quỵ và được thông báo và vận chuyển bệnh nhân đến cái cơ sở có thể điều trị tiêu sợi huyết sớm nhất. Mình em nhắc lại là cái liệu pháp tiêu huyết khối qua đường tĩnh mạch là một phương pháp để điều trị tái tưới máu, được bắt đầu trong vòng 4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng được xác định rõ ràng. Vì vậy là càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng tốt, tất cả mọi quy trình của chúng ta đều càng nhanh càng tốt, vì thời gian là não, nên là khi càng nhanh càng tốt thì cái phần não được cứu sống nó sẽ càng được nhiều hơn. Ở bệnh nhân có triệu chứng đột quỵ não cấp thì cần ngay lập tức được đánh giá các tiêu chí để khởi động quy trình điều trị bằng liệu pháp tiêu huyết khối qua đường tĩnh mạch bởi một bác sĩ chuyên khoa về thần kinh đột quỵ hay cấp cứu. Những bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp trước, trong và sau điều trị tiêu sợi huyết thì cần được theo dõi tại đơn vị đột quỵ. Và thành công của phương pháp điều trị là kết quả của sự phối hợp nhịp nhàng và nhanh chóng của đa chuyên khoa từ cấp cứu, thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và dược. Ngoài ra còn các bác sĩ lâm sàng ở nơi mà phát hiện ra bệnh nhân đột quỵ não. Em xin hết.